Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Riêng với cái mẫu bàn tay này thì sẽ thấy như sau. Năm nay cái đại vận của chị năm nay 43 tuổi. Đấy, 43 tuổi. Năm nay thì vướng cái hạn đó là hạn địa võng. Địa võng thì nhiều nỗi buồn than, lo lắng nhiều. Lo lắng về thứ nhất về chuyện tình cảm. Đấy. Lo lắng thứ hai là về vấn đề kinh tế công việc. Vì thế năm nay kinh tế công việc của chị làm ăn khó khăn. Đấy, chuyện tình cảm cũng chả đi đến đâu cả. Đấy, năm nay toàn thấy hao tiền mà thôi. Bởi vì có hạn thuế phá đây, chỉ thấy ra tiền mà không có thu được lại. Năm nay là năm khá là đen đủi. Đấy. Bước sang năm nay xấu này, năm tới chị còn đen hơn. Đấy. Năm nay xấu này, năm tới xấu này, tiền bạc làm thì cứ tiêu hao đấy thôi, toàn thấy ra mà chả thấy vô đồng nào. Rồi toàn phải chi ra những cái khoản mà trời ơi đất hỡi, không đâu vào đâu cả. Chị phải vượt qua năm nay, năm tới, đấy là 2 năm xấu của chị. Bước sang năm 45 tuổi. Alo. Bước sang năm 45 tuổi mới tốt được. Bởi vì sao, cái số phận của mình nó đã định ra như vậy rồi thì cứ đọc thế là thôi. Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, khi khép cái lòng bàn tay này, nhìn cái dáng tay rất là thon, đầy. Đấy, đầy đặn, và ở trên cung Thái Dương nó nổi cao này. Số sau này cũng có của phù vân, của cha mẹ để lại cho. Tài sản có, đất đai có. Cũng có của chứ không phải là không. Vừa cha mẹ để lại cho, lại vừa tạo lập được cho riêng mình nữa. Lại chính tay mình tạo lập ra. Nói chung là năm nay và năm tới là 2 năm đen đủi. Còn cái chuyện tình duyên, còn cái chuyện tình duyên vợ chồng thì không thuận. Đấy. Còn là tình duyên chuyện vợ chồng, tình duyên hôn nhân đôi lứa thì số này mệnh hỏa rơi vào tháng 7, số này định số phải hai đời chồng. Đấy, chắc trở tình duyên, chắc trở hôn nhân. Đấy. Chị tình duyên sao lận đận quá thầy ơi. Ít nhất là phải hai đời chồng mà cũng chả trọn vẹn được với ai cả. Chán về tình duyên, chán về hôn nhân. Ông cái ông 1964 này, ông là ông chồng cũ ông mất à? Dạ, mới mất vì bệnh ung thư thầy. Chẳng qua là do cái chẳng qua là do cái định số của chị thôi, chẳng qua là do cái định số của chị thôi chứ chả có gì khác cả. Nhưng mà tay này của chị thì em thấy về sau thì tiền tài cũng tài bạch, không phải lo mỗi chuyện tình cảm thôi. Khó khăn kinh tế tài chính thì nó chỉ qua một hai năm thôi, nhưng mà sau này nó sẽ ổn được đầy đủ. Bởi vì sao, lòng bàn tay của chị rất chặt, đẹp, tươi, hồng nhuận và có nhiều cái đường chỉ nó hướng lên, nó cũng thể hiện chị là người có khéo, có duyên ăn nói, khéo ăn khéo nói. Rồi chị có thể làm những ngành nghề ví dụ liên quan đến spa này, liên quan đến làm móng làm neo này, đi làm hãng này, chủ cửa hàng này. Đang làm móng. Đấy. Thì mẫu bàn tay này được cái là các đầu ngón tay của chị rất là thon gọn, đẹp. Đấy, đẹp như búp măng vậy đấy. Thì mẫu bàn tay này rất là tốt. Tiến theo những cái ngành mà liên quan đến sử dụng ngón tay đấy, hiểu không? Đấy, trang điểm làm đẹp cho người ta hay là cắt móng, cắt neo gì đấy. Và số này có số làm chủ chứ không phải làm tôi tớ đâu. Số làm chủ không làm tôi tớ đâu. Nhưng mà năm nay do cái đại dịch nó quá lớn đi, ở đâu đâu cũng vậy, cũng khó khăn. Đấy. Chị phải, không chỉ riêng năm nay đâu, hết năm nay sang năm tới nữa chị sẽ khủng hoảng về kinh tế, làm ăn nó không thấy rõ ràng, toàn thấy nói chung là không gặp thuận lợi. Đọc một chút tính cách này. Tương lai thì không tốt đẹp về đường tình cảm, đường tình cảm coi như là bị bế tắc luôn rồi. Còn riêng về một chút tính cách này, tính cách chỉ tay sinh đạo trí đạo, cách xa nhau thế này thì nói chung là thể hiện là người thoáng tính, thoáng lắm, rộng rãi lắm, anh chị em người thân nhờ vả gì là giúp hết. Nhiều khi cái sự thoáng tính rộng rãi của mình nó khiến cho người khác lợi dụng đấy, giúp người mà bị người phản,
cho vay mượn tiền bị mất không đòi được lại, giúp người nhưng người ta quay mặt người ta đá lại mình ngay. Dạ. Ừ. Số này lúc Trung Vận có một lần chết hụt này. Đấy. Từ năm 33 tuổi đến năm 42 tuổi có một lần chết hụt rồi này, đã qua rồi. Dạ. Tưởng chết 10 tai nạn xe cộ hay là tai nạn té ngã gì đây này. Dạ. Đã qua rồi, đại vận đã qua rồi. Rồi sau này thì cái tuổi thọ của chị tương đối là cao. Những cái người đận tình duyên này tuổi thọ cao lắm. Mẫu bàn tay này sẽ mổ xẻ dao kéo liên quan đến 2 lần. Ít nhất phải 2 lần liên quan mổ xẻ dao kéo của bác sĩ. Chị làm năm nay còn tiền bạc cũng không xong luôn. Đúng rồi, năm nay không xong và năm sau cũng không xong nhé. Chị nếu mà có dụ mà lúc mà chồng mất đó, xong bây giờ đem chia cái dụ mà tài sản đem ra luật sư làm đó, chị thầy nghĩ là con có một số tiền không? Bốc bài cái di chuồn này có, phải có một phần chứ. Ừ. Có nhá. Có chứ không phải là không có đâu, có nhá. Dạ, mà có đủ để chi tiêu của năm nay không? Được. Số chị nhiều người theo đuổi lắm, nhiều người thích lắm, nhưng mà chả đến được ai trọn vẹn cả. Dạ, sao lận đận quá, với ngựa cũng hơi khó tắm đó thầy ơi. Ồ. Tại vì, dạ, tại vì cũng mong có một cái gia đình giống như là một gia đình ổn định đó thầy, khó không? Ừ. Mỗi lần mà trong cuộc đời của con thì có mong giống như là có một cái gia đình mái ấm, gia đình giống như là trọn vẹn, giống như là có chồng có con sống hạnh phúc bao nhiêu đó thôi. Mà ước nguyện không có được. Cái này có thể làm lễ di cung hoán số, muốn thì gửi thông tin qua đây làm lễ cho. Bên em có thể làm lễ di cung hoán số hóa giải được nhé, hóa giải được tình duyên chắc trở. Chắc xem nhiều video của em thì chị có thể biết em có thể làm được vấn đề này. Dạ. Thì cũng tận nhờ thầy làm dùm đó chứ. Thì cũng muốn có một cái gia đình ổn định để sống cho hết đời á. Cho nên cũng không muốn lận đận nhiều quá. Muốn làm thì có thể cho xin họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, số điện thoại. Sẽ làm cho nhớ, muốn làm thì gửi thông tin nó làm hóa giải cho để gặp người đàng hoàng tử tế mà đi đến hôn nhân. Vậy có thầy giúp em được không? Được, bây giờ gửi thông tin mà em sẽ làm cho, yêu cầu họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở bên đó đang ở đâu, số nhà đường bao nhiêu, thủ đô nước nào, số phone luôn. Dạ, ok thầy.